Chào bạn, bạn nghe rõ mình nói không? Dạ nghe rõ. Ok, mình là NTM, được sự ủy thác của Ban Quản trị Thiên Long Tìm Kiếm 2. Hôm nay gọi cho bạn để phỏng vấn sự kiện Miss Tìm Kiếm 2020 nhé. Dạ em đồng ý. Đầu tiên bạn có thể giới thiệu qua về bản thân mình cho mọi người cùng biết được không? Xin chào mọi người và xin chào anh Nguyễn Trung Minh. Em tên là Dương Trọng Khiêm, ở Rạch Giá Kiên Giang. Hiện tại em là sinh viên năm cuối của khoa Thông tin và Truyền thông. À, mình là sinh viên năm cuối phải không nhỉ? Dạ. À, bạn chơi game ở đấy thì có đông người bạn chơi cùng không? Dạ không, chỉ có mình em thôi, tại vì bạn em nói là game này sớm xuống không có chơi. À thế à. Trong khi cái thời gian biết đến tình kiếm của bạn thì lâu chưa? Dạ lâu rồi, khoảng 3 đến 4 năm. À, thế là mình chơi cũng khá lâu rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Thế thì bạn chơi tìm kiếm 2 này thì bắt đầu chơi là từ bao giờ? Lúc mà mới phần server tới giờ đó. À, vậy thì mình muốn hỏi là cái ngày open server nhất kiếm thuộc Thiên Long Tìm Kiếm 2 ấy, tức là ngày ra đời của Thiên Long Tìm Kiếm 2 ấy, là bao giờ bạn nhỉ? Nhớ không lầm là 10 10 mấy rồi. 10 16 đúng không anh? 16 tháng 3. Ok, ban quản trị có gửi cho mình một bộ câu hỏi ở đây thì mình sẽ phỏng vấn các bạn. Nếu mà không trả lời được câu nào thì các bạn cứ bỏ qua không sao cả. Đây cũng chỉ là một tiêu chí nhỏ trong sự kiện lần này thôi. Bạn có nghe rõ mình nói Dạ nghe rõ. không? Ok, câu hỏi tiếp này. Mình muốn hỏi về một loại ngọc, đó là ngọc lục tinh tinh thạch, lục tinh thạch. Khi khảm vào nhân vật ấy thì nó sẽ tăng chỉ số gì bạn nhỉ? Dạ độc công. Câu hỏi tiếp, thời gian sinh sản thú ấy, thời gian SS pet ấy thì bao nhiêu lâu thì Dạ. lấy được chân thú biến dị bạn nhỉ? Giờ 15 phút. À, thế là bạn cũng biết khá là rõ về các tính năng của game đúng không? Dạ. Trong khi chơi game thì mình thường đi các hoạt động gì? Em thường hay đi Bui và đi săn bót ở các map. À, đi mình đi săn bot đúng không? À, tín hiệu có vẻ không được tốt lắm phải không nhỉ? Mình thấy bạn nó hơi hơi mờ một chút, không biết là bạn có nghe rõ không? Nghe rõ. Trong cái thời gian mà Open Tìm Kiếm 2 này thì bạn cảm thấy cái đội ngũ support này hỗ trợ cũng như là ở trên fanpage ấy thì GM có hỗ trợ như thế nào, có nhanh không, có vấn đề gì, có giải quyết hỗ trợ member như thế nào, bạn có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết được không? Em thấy đội ngũ ban quản trị của Tình Kiếm 2 rất là tốt. Em khi em có câu hỏi là mà hỏi đến quản trị thì ban quản trị trả lời rất là nhanh, không có chậm trễ như bên Tình Kiếm 1. Vậy thì còn phương hướng phát triển ấy, hôm trước ban quản trị có post một cái phương hướng phát triển của server trong năm nay ấy. Thì bạn có nhận xét gì hay là có ý kiến gì về cái phương hướng phát triển được không? Em thấy phương hướng phát triển của server Tìm Kiếm 2 rất là hợp lý. Và em sẽ ủng hộ Tìm Kiếm 2 trong một khoảng thời gian từ đây cho tới khi mà Tìm Kiếm 2 đóng cửa thì thôi. Rất là tuyệt vời phải không? Câu hỏi cuối cùng dành cho bạn này, đó là liên quan đến một bản đồ ở trong game ấy, tên là Bạch Sa Diêm Khanh, thì làm cách nào để đi đến bản đồ đó bạn nhỉ? Chưa chen nó bao giờ, em chỉ có chen nó tầng hoàng địa cung thôi. À, chắc là mình ít qua bản đồ này đúng không? Đúng. Không sao cả. Ok, trong cái thời gian open server ấy thì mình gọi là ở bản thiên kia Thiên Long Tìm Kiếm 2 đấy, thì mình có thích nhất cái phái gì không? Mình yêu thích nhất cái phái gì mà mình gọi là mình tâm đắc nhất không bạn nhỉ? Phải em tập lúc Phái em tâm đắc nhất là Phái Thiên Long. Phái Thiên Long à? Bạn có cảm thấy là phái Thiên Long nó có ưu nhược điểm gì không? Phái Thiên Long có ưu điểm là có thể đi 4 TT.
bốn thuộc tính và có thể đam rất là cao, còn nhược điểm của nó là điêu hết tính tiền. Rất là am cũng cũng gọi là một fan rất là lâu của Thiên Long rồi đúng không? Bài Thiên Long riêng và Thiên Long đấy. Dạ đúng. Ok, buổi phỏng vấn thì mình đã hỏi bạn hết những câu hỏi của ban quản trị đưa ra. Thì qua đây bạn có muốn nhắn gửi gì đến ban quản trị Thiên Long Tìm Kiếm Ai không? Về phương hướng phát triển server rồi các thứ. À, em hy vọng ban quản trị là ngày càng phát triển và ra thêm một số chức năng mới để cho mọi người cùng hưởng ứng và mong ban quản trị sẽ sớm ra auto chế độ để em Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều về buổi phỏng vấn hôm nay nhé. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ ở trong Thiên Long Tìm Kiếm 2. chế. Cảm ơn ạ. Rồi, chào bạn nhé.